thời gian gần đây cả cái xóm nghèo ấy xôn xao về một việc rất khó tin đó là chuyện anh hoàng có bồ đòi ly dị vợ ai nấy đều cảm thấy bất ngờ đi đâu cũng thấy người ta thì thầm to nhỏ chỉ có chị liên vợ anh là lặng lẽ như không có chuyện gì cho tới khi anh chị ra tòa chi tài sản xong xuôi thì tất cả từ họ hàng người thân cho đến người ngoài mới vỡ lẽ có người lắc đầu nói thật đúng là con người ta chả biết đâu mà lần sở dĩ nhiều người ngạc nhiên đến như vậy là hoàn toàn có lý do bởi vì anh chị đang có một cuộc sống khá hạnh phúc kinh tế đầy đủ có hai con một trai một gái đều ngoan ngoãn học giỏi và đặc biệt xóm làng chưa khi nào nghe thấy vợ chồng anh chị to tiếng với nhau họ là một trong những hình mẫu gia đình mà khi nhìn vào có rất nhiều người phải mơ ước anh chị cưới nhau từ năm bắt đầu chia dụng đất khoáng sản. Khi ấy anh đang là bí thư chi bộ của xã và làm kế toán hợp tác xã nông nghiệp kiêm phụ trách bên xã đoàn. Anh có dáng người hơi đậm, trắng trẻo, nhanh nhẹn, ít nói nhưng đã nói thì rất cuốn hút người nghe. Trong mỗi cuộc họp, cứ đến lượt anh phát biểu là cả hội trường im phăng phắc. Anh không hút thuốc, không bao giờ quán xá, chỉ khi nào có cỗ bàn hoặc là liên hoan tập thể thì mới uống vui vài chén rượu. Chị Liên vợ anh là một người phụ nữ xinh xắn sắc sảo nhưng rất biết cách cư xử. Ngoài phụ giúp bố mẹ chồng mấy xào ruộng, chị có quầy nhỏ, bán hàng tạp hóa ở chợ. Ngày ấy tất cả còn rất khó khăn, người dân quê gặt lúa về nhà phơi khô rồi mang ra kho nộp thuế cho nhà nước. Còn lại số thóc ít ỏi, không thể đủ sống cho một năm. Nên hầu như bữa ăn của mỗi gia đình đều đột khoai ngô hoặc sắn thức ăn thì toàn rau tự trồng và cua ốc bắt dưới bãi ven làng. Quanh năm chỉ ngày rỗ ngày Tết mới được ăn miếng thịt ngon. Nhà ai có người đi bộ đội hoặc công nhân, thỉnh thoảng được ít tem phiếu mua mét vài cân đường là hơn người lắm rồi. Trẻ con đi học không phải đóng nhiều tiền như bây giờ, thế nhưng cũng không có tiền để mà đóng. Nhà nào nuôi được gà vịt thì mang bán, không thì bưng túng thóc đi chợ, lấy tiền mua bộ quần áo cho con đến trường. Vất vả khó khăn là vậy Nhưng không biết tại sao Mà nhà anh Hoàng lại nhiều tiền thế Anh chị thuộc hộ giàu có nhất trong làng Bằng chứng là ngôi nhà hai tầng Với đầy đủ tiện nghi Đó là bàn ghế Tủ gỗ lim Xe cúp Và cả tivi nữa Hai đứa con đều có xe đạp để đi học Ít lâu sau Anh còn mua được miếng đất ở mặt đường Rồi anh xây lên một gian nhà tại đó Để chị Liên bán hàng Không phải đến chợ nữa chị liên bán rất nhiều mặt hàng toàn là những thứ không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi gia đình gồm xà phòng mắm muối mì chính thứ gì cũng có những lúc bí tiền dân làng hay đến mua chịu hàng của chị nhiều khi có người đột xuất cần đến tiền thì lại đến hỏi chị mượn tạm và dù ít hay nhiều chị đều sẵn lòng giúp đỡ mọi người nhưng anh hoàng lại là người chặt chẽ khác hẳn với chị tiền vào túi anh rất khó lòng bỏ ra được. Chẳng biết có phải không, nghe mọi người nói là hôm em trai anh bị cấp cứu mổ ruột thừa, anh cho em mượn tiền đi viện, hẹn 10 ngày sau phải trả. Đúng hẹn, em dâu anh phải mang bán chỉ vàng mà bố mẹ cho cô ngày cưới để trả lại cho anh chồng. Anh luôn cằn nhằn với chị về cái tội hay cho mọi người mượn tiền, bởi vì anh nghĩ mình chưa nhờ vả ai một thứ gì, vậy thì làm sao mình phải đi giúp đỡ người khác? có lần anh nói với vợ cô tốt bụng vừa phải thôi chưa có đứa nào nó ăn quỵt chắc cũng chưa kinh những lúc ấy chị Liên chỉ biết im lặng có lẽ đây là lý do mà trong suốt khoảng thời gian chung sống họ chưa một lần xảy ra cãi vã nhưng chị vốn tốt tính thương người cho nên vẫn cứ giấu chồng mà giúp đỡ người khác đến năm nhà nước miễn thuế nông nghiệp cho toàn dân thì cuộc sống của người nông dân mới có phần khá hơn một chút toàn bộ ruộng khoán người nông dân cấy trồng được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu mỗi hộ dân chỉ phải đóng góp một khoản nhỏ tiền thủy lợi phí và đất ở anh hoàng không hiểu sao lại xin nghỉ không làm việc trên xã nữa mà về nuôi lợn và phụ giúp chị liên bán hàng xóm nghèo ngày nào giờ đây dần dần đổi khác đã có nhiều ngôi nhà ngói mới mọc lên và người dân bớt lam lũ hơn nhiều chị liên cũng đỡ phải bán hàng chịu và không còn ai đến nói khó xin vay tiền nữa trẻ con đến trường không mặc quần áo vá và dép đứt quai như trước nữa mặc dù vậy dân trong làng vẫn nể và biết ơn chị liên vì những ngày khó khăn chị luôn giúp đỡ mọi người khi cuộc sống đổi thay thì hình như con người ta cũng dần thay đổi nửa năm trở lại đây bỗng dưng anh hoàng vắng nhà liên tục đàn lợn bỏ dài bệnh chết gần hết chị có hỏi khi thì anh nói đi khám chữa bệnh chỗ nọ chỗ kia lúc thì bảo lên chỗ con trai trên hà nội chị thấy lạ bởi vì tất cả mọi việc không giống với anh một chút nào chưa bao giờ chị thấy anh chảnh mảng với công việc của mình và nhất là việc liên quan đến tiền nếu như trước đây chỉ cần một con lợn bị bệnh là anh sẵn sàng mổ thịt rồi mang ra chợ bán chứ không bao giờ để chết cả đàn rồi vứt bỏ như thế này rồi đùng một cái anh đề nghị vợ ký vào đơn ly hôn mà không nói lý do. Bởi hơn 20 năm chung sống, anh chị không hề xảy ra cãi vã hay có bất cứ lý do gì để dẫn tới chia tay. Chị choáng váng, không tin vào tai mắt của mình. Anh để đơn ở nhà cho chị suy nghĩ, sau đó bỏ đi luôn. Tối hôm ấy, người ta nghe tiếng búa đập gạch bôm bốp, rồi cái Hà, con gái anh chị chạy sang gọi ông bà nội. "Bà ơi, bố mẹ cháu chôn vàng ở bậc tam cấp." chỗ lối dắt xe lên nhà, nhưng mà tự nhiên nay mất hết rồi. Bà hốt hoảng hỏi dồn dập Bình tĩnh, kể đầu đuôi bà nghe xem nào. Còn Hà nói hồn hển Cháu nghe mẹ gọi điện hỏi bố cháu, và vàng ở bậc cửa, anh lấy hết từ bao giờ? Mười cây mà anh cũng tất cả mười à? Trong két sắt cũng không còn một xu, sổ tiết kiệm và hai quyển sổ bìa đỏ đâu rồi. Anh về nhà ngay, không tôi chết cho mà xem. Rồi mẹ cháu khóc ầm lên bà ạ. Thế bố cháu nói gì không? Cháu không nghe được gì cả. Bà Kính lập cập bước ra ngoài cửa, miệng lầm bẩm Con ơi, bình tĩnh, đừng nghĩ quẩn nhá, rồi chuyện đâu sẽ có đó. Rồi bà đi nhanh cùng con Hà sang nhà nó. Trong lòng cứ thắc mắc một điều, là chẳng hiểu thằng này nó mang tiền của đi đâu. Trong khi bố mẹ đây, chả khi nào tự nhiên nó cho được một đồng. Mà kể cũng lạ, trước giờ chúng nó làm cách nào mà lắm tiền vàng thế không biết chị liên ngồi bất động trên ghế thấy mẹ chồng vào cũng không thể cất lời chào chị cảm thấy như có ai bóp nghẹn lấy ngực mình mà không thở được bà kính vội vàng hỏi chuyện thế nào hả con thê thằng hoàng đâu rồi có đúng như cái cháu hà nó nói không chị không nói được chị gật đầu bà kính lẩm bẩm chửi con trai tiền sư nhà nó chứ đi đâu giờ này không về mà nó mang tiền lắm thế, đi đâu mới được. Này con ơi, hay là nó có vụ làm ăn gì, chứ thằng này mẹ biết, tiền của nó đố ai mà moi được một đồng. Lúc này chị Liên bật khóc hu hu như một đứa trẻ. Tiền là một nhẽ, còn tờ giấy ly hôn đây mẹ này. Bà vơ lấy tờ giấy trên bàn hốt hoảng. Ly hôn ư? Nó đòi ly hôn với con à? Thằng này nó điên rồi. Bà quát ầm lên. Rồi bà lấy cái điện thoại cục gạch đen trắng ra, gọi con trai. Khi anh Hoàng vừa bắt máy, bà quát lớn, 76 tuổi, giọng vẫn còn sang sảng. Về ngay tao hỏi đây, mày muốn bỏ vợ, thế mày đã hỏi tao với bố mày chưa? Đầu bên kia có tiếng đáp, mai con về mẹ ạ. Rồi bên kia tắt máy luôn, bà bấm gọi tiếp thì thuê bao. Bà giận dữ, nghiến răng nói. Nó bảo mai nó về, ừ thì đợi đến mai mày cứ vác cái mặt trời đánh về đây rồi mày chết với tao bà về nhà nói chuyện với ông hai ông bà ngồi lặng lẽ trên ghế cho tới khuya họ không thể biết được thằng con trai cả giỏi giang của mình nó đang làm cái trò gì rồi đêm hôm ấy cả nhà cùng thức trắng sáng sớm hôm sau chuyện anh đòi ly hôn với chị đã loang đi khắp làng khắp xóm ngày hôm ấy cả làng đồn ầm chuyện anh hoàng đòi chị liên ký vào đơn ly hôn người ta không thấy chị liên mở cửa bán hàng sáng nay không thấy ông bà kính đi tập dưỡng sinh có người tò mò vào ngõ nhìn vào nhà chị thì thấy bậc tam cấp trước cửa bị phá vỡ một đám gạch đá vẫn còn vương vãi đầy xung quanh rồi chỗ nào cũng bàn tán xôn xao vợ chồng nhà này đào ở đâu ra mà lắm tiền thế buôn bán hàng khô cũng không thể dễ dàng có nhà có đất rồi xe hàng quán và nuôi con ăn học lại còn vàng với tiền tỷ nữa mà lạ thật vàng để đâu không để lại giấu ngay bên ngoài cửa bị moi mất khi nào cũng không hay có vài người thắc mắc thế lúc kẻ trộm nó đập ra lấy vàng rồi không có vết xi măng mới xây lại à không ai lý giải được chuyện của gia đình anh chị tất cả đều là dấu chấm hỏi bỏ ngỏ đến bố mẹ và vợ con anh cũng còn phải bất ngờ nữa là ông bà kính sang nhà con dâu từ sáng sớm bà đứng ngồi không yên nét mặt bực bội mệt mỏi chốc lại ra ngó cửa thằng con trai rời đánh mà bà vẫn tự hào về nó bây giờ chưa thèm vác mặt về chị liên ngồi trong phòng không ăn không uống không nói năng mới một đêm thức trắng mà mặt chị hốc hác tiều tụy hẳn đi chị không thể nghĩ được nhà mình đang xảy ra chuyện gì gần trưa bà kính không chịu được nữa liền vào phòng gọi con sâu con gọi cho nó xem nào nó mà về bây giờ tao sẽ băm đôi nó ra mẹ gọi thuê bao thì con gọi làm sao được bây giờ chị cảm giác như đầu mình sắp vỡ tung nhìn hai ông bà với vẻ mặt vừa bực bội vừa lo lắng chị đành nói nhỏ bố mẹ về nghỉ đi khi nào nhà con về thì con bảo sang bên nhà gặp bố mẹ ngay ạ không còn cách nào khác, hai ông bà đành đi về. Sang chiều anh Hoàng vẫn bặt tâm hơi, gọi điện vẫn không liên lạc được. Lúc này chị Liên như người bốc hỏa, chị muốn gào to lên, muốn đập phá một cái gì đấy cho hạ dạ. Chị ngó ra cửa rồi lại đi vào. Cuối cùng lặng lẽ vơ phét hết gạch đá mà chị đập vỡ ở bậc cửa, đổ ra góc vườn. Phải đến 9 giờ tối, anh mới về. Vừa vào nhà, thấy chị anh hỏi luôn, cô đã ký vào đơn chưa mặc dù đang hết sức tức giận nhưng chị cố ghìm cho giọng mình bé lại anh nói lý do đi vì sao tự dưng ly hôn rồi tiền anh mang đi đâu hết rồi cô không đọc à giờ đọc cho kỹ rồi ký vào nhanh lên tôi còn đi có việc chị hét lên ký cái gì hả tiền vàng sổ sách anh mang đi đâu hết mà bây giờ bắt tôi phải ký đơn anh bỏ tôi vì cái gì hả tôi có tội gì còn hai đứa con thì sao? Tôi không ký. Vừa nãy còn như người không sức lực, mà giờ chị nổi đóa lên, mặt nóng phừng phừng. Chị định nói tiếp thì anh xua bàn tay ra hiệu, chị im lặng. Chúng ta chỉ được đến đây thôi, duyên nợ đã hết, tất cả tôi đã viết trong đơn, cô đọc kỹ đi rồi ký vào. Chị nói giọng nghẹn lại, anh nói đi, tiền vàng sổ sách đâu. Thế này nhá, sau khi ra tòa, tôi sẽ cho cô mảnh đất ngoài mặt đường, quán bán hàng và toàn bộ số vốn trong đó còn cái nhà này nằm trên đất của ông bà tôi để lại sẽ là của tôi thằng việt đã có công việc ổn định trên hà nội con hà thì hai bên cùng trách nhiệm chung nuôi nó ăn học còn tiền và vàng là bao năm tôi làm hợp tác xã mới có thử hỏi cô bán hàng lời lãi được bao nhiêu nếu cô không ký tôi vẫn ra tòa đơn phương lúc ấy cô sẽ không có cái gì cả vì đám đất ngoài kia là tôi đang đứng tên cô không nhớ à trời ơi chuyện gì đang xảy ra thế này đối với gia đình thì công lao của chị cũng không hề nhỏ nhưng ngay lúc này chị không thể cãi lý kịp với anh chị biết rằng những gì anh đã nói ra là sẽ không bao giờ thay đổi trước mặt chị có phải là anh không thì ra có một lần anh bảo đập cái vệt dắt xe vào nhà xây lại là anh đã lấy hết số vàng từ ngày ấy ư anh đã lừa dối chị từ lâu rồi mà chị không hề hay biết. Chị Liên không khóc được nữa. Đời chị coi như xong, nhưng còn hai anh em thằng Việt và cái Hà. Chị gạt nước mắt, cố nói với anh như năn nỉ. Anh có thể cho tôi xin một việc. Chúng ta hãy vì con mà không ly dị được không? Tôi sẽ không đòi hỏi gì, kể cả anh có người khác. Nhưng các con cần một gia đình đầy đủ cả bố và mẹ. Cô Việt cũng đã đưa người yêu về rồi. Nay mai nó cưới thì sao đây? Còn cái Hà nữa, nó còn nhỏ mà. Không thay đổi gì cả, tôi bận lắm, cô ký hay không để tôi còn đi đây. Tội nghiệp chị liên quá, như người bị ép đến đường cùng, chị cúi mặt, tay run run đón cây bút bi từ tay chồng và chị đã ký. Những ngày chờ tòa gọi, chị vẫn hy vọng anh đổi ý, mặc dù chị biết điều đó là không thể. Chị dọn đồ, hai mẹ con ra ở hẳn ở ngoài cửa hàng. Có ai hỏi chị chị ậm ừ cho qua chuyện ông bà kính giận lắm khuyên bảo không được thì nói là từ mặt con trai nhưng chả có bố mẹ nào lại không thương con đẻ của mình cả bà lặng lẽ cất cái giấy chứng nhận gia đình văn hóa vẫn treo ở phòng khách vào trong tủ rồi thở dài ba tháng sau tòa gọi và xử rất nhanh hai đứa con đều có nguyện vọng theo mẹ vậy là xong chị liên về với gian hàng quen thuộc của mình công việc bận rộn giúp chị vơi đi phần nào hụt hẫng mất mát mà chị vừa trải qua. Ngày hôm sau, anh Hoàng đưa một cô gái kém anh chừng hai chục tuổi, vác cái bụng bầu to đùng về giới thiệu với bố mẹ. Anh nói là làm mấy mâm cơm mời họ hàng và sáng mai giao ủy ban xã đăng ký kết hôn. Ông bà Kính chưa biết nói gì mà cũng không biết phải làm thế nào. Đành mặc kệ ngồi yên. Thấy vậy anh nói tiếp. Còn mua đám đất trên thị trấn, xây nhà xong rồi, Tới đây con mở phòng châm cứu mát xa bấm huyệt. Con sẽ đưa bố mẹ lên. Điều trị một thời gian. Cho đỡ đau đầu thần kinh xương khớp. Mẹ anh nói lạnh lùng. Thôi, tôi cảm ơn. Trước đây ai bằng vợ con anh. Mà đến bây giờ anh còn bỏ được. Chẳng là chúng tôi già rồi. Lẩm cầm dở người. Anh Hoàng nhăn mặt. Ví thế sao mà được. Giờ mẹ ít nghĩ đi. Bố mẹ vẫn là bố mẹ chứ. Bà kính chợt đổi giọng bao năm bàn tay mày chỉ cầm mỏ cân treo để cân thóc thuế sau đó bóp cám lợn thôi chưa mày học đấm bóp châm cứu bao giờ mà đòi mở phòng tao không ngờ mày lại thay đổi nhanh đến như vậy được mày không sợ hai đứa con nó coi thường một thằng bố mất đạo đức như mày à anh gắt lên bà buồn cười thật đấy những việc con làm con phải báo cáo với bà chắc bà chỉ ở nhà với quanh cái làng này thì bà sao biết được bà kính lớn giọng ờ tôi không biết tôi cũng đẻ ra các người bây giờ thì cút bà chúng mày hết đi xéo cho khuất mắt tao lúc này cô gái trẻ thấy tình hình có vẻ căng thẳng cô vội nói nhẹ nhàng dạ thưa bố mẹ ạ con đã được học và làm nghề cả chục năm nay rồi sau này con sẽ hướng dẫn nhà con làm cùng khi mà quen ấy có khách đông rồi con sẽ thuê thêm người bà kính lườm cô gái rồi nghĩ ui giời nghe mà ngọt như mía lùi cái ngữ kia sao mà tợn nói thế về nhà gặp lần đầu đã gọi mẹ như đúng rồi bà quay qua con trai nói lớn thì ra là vậy năm ngoái mày kêu đau lưng rồi lên hà nội chụp chiếu kiểu gì sau đó không biết nghe ai mách mày đi châm cứu mát xa ở mãi đâu Này bệnh không biết đã khỏi chưa mà lại rước được cô lang y nữa phúc đức nhì tậu cả châu liền nghe luôn hả tóc bạc già nửa đời rồi con ạ sắp con dâu cháu nội đến nơi rồi giờ mày lại đi nuôi con đỏ hử hoang tiền mày mua đất cho mày hay mày mua kính biếu người ta trước giờ mày có cho không ai đồng nào đâu sao bây giờ tự dưng đổi tính đổi nết thế rồi cái đĩa đệm của mày có ngày nó lòi hẳn ra ngoài lúc ấy có châm với bóp đằng rời cũng không vào chỗ cũ được đâu hôm qua thằng việt nó nói với tôi là nó chuẩn bị lấy vợ đấy anh đã biết chuyện này chưa giờ anh chị thích thì tự đi mà lo cho nhau chúng tôi già rồi giờ chúng tôi đi nghỉ nói rồi bà đi vào phòng đóng sầm cửa lại anh hoàng đưa cô vợ trẻ về nhà cũ trước đây của mình để nghỉ định rằng tối nay đi mời mấy anh em ruột thịt thân thiết sáng mai ra xã đăng ký kết hôn rồi về làm mấy mâm luôn sau đó thì lên thị trấn chuẩn bị khai trương phòng đấm bóp massage châm cứu sáng nay anh hoàng dậy thật sớm đi chợ anh mua vừa đồ tươi sống vừa thức ăn chín lựa đủ năm mâm cơm để trưa nay mời người nhà và mấy ông bạn thân, gọi là chứng nhận cô vợ mới của mình. Mang về đến nhà, anh hì hục làm sạch, đem luộc cà quay thịt, đồ ăn sẵn thì cất vào tủ lạnh. Lát nữa, lên xã về, chỉ việc bày mâm là xong. Lúc này anh mới vào phòng gọi vợ trẻ. Em dậy đánh răng rửa mặt, anh nấu sáng rồi, chúng ta đi ký hợp đồng hôn nhân nhé. Hai tô phở thơm phức được anh đặt ở bàn ăn, cô vợ vừa ăn vừa bấm điện thoại. Anh lại dục nhanh lên, và cuối cùng, hai cái tô được thả vào bồn rửa bát. Anh dắt xe ra ngoài, cô vợ đứng trước gương một hồi rồi đủng đỉnh đi theo. Đúng là ngày hạnh phúc của đôi vợ chồng son. Bút xa gà chết, châu bò hết chạy lung tung. Hai người trở về nhà, trong niềm vui hạnh phúc ngập tràn. Anh đang hì hụi bày mâm thì vợ chồng em trai sang. Thấy anh đang làm thì hỏi. Mình anh làm thôi à? Chỉ có hai đứa em sang thôi. Các cháu đi học còn ông bà bảo đừng có gọi tao vậy anh đừng tìm chẳng bà lại tế cho đấy lát sau cô em gái đi vào báo cáo nhà em bận rồi với các cháu cũng còn phải đi học đến trưa thêm được hai ông bạn từ thời còn làm công làm việc anh lấy máy gọi từng người nhưng ai cũng đều cáo bận vậy là cả chủ và khách ngồi gọn vào một mâm còn bốn mâm nữa ế nguyên để trong bếp vì ít người quá nên anh hoàng không báo cáo giới thiệu gì cả bữa cơm gọi là anh cưới được vợ mới bắt đầu cô vợ ngồi ăn chấm mút rồi kêu em mệt nên bỏ vào phòng em dâu và em gái ăn lấy lệ rồi cũng đứng lên cuối cùng chỉ còn ba người đàn ông ngồi uống rượu một người bạn nói ông hoàng này dù sao tôi cũng chúc ông hạnh phúc nhưng tuổi này rồi khó lắm ông ạ à. tôi vẫn chưa nghĩ ra là người như ông tại sao lại hồ đồ đến thế rượu vào lời ra rồi cuối cùng chả có ai đồng tình với việc làm của anh hoàng sau khi tan tiệc hai chị em bắt đầu đi dọn dẹp cô vợ trẻ vẫn giúp ngập ở trong phòng anh hoàng bảo với các em thím với cô mang hết thức ăn về chứ anh lên thị trấn luôn không ở lại đây đâu em gái anh nói nhát gừng em không lấy đâu dọn xong anh em mình nói chuyện một lúc rồi em về luôn cô em dâu cũng lên tiếng em cũng không lấy mang về em sợ bà quát cho thì chết hai chị em gói ghém thành mấy túi nhỏ bảo nhau tí nữa mang cho mấy nhà gần đây hai ông bạn cũng ra về còn bốn anh em ngồi nói chuyện cô em gái nói to sáng em về nhà rồi mới sang đây bố mẹ không đồng ý với việc làm của anh đâu cả em cũng không đồng ý nhưng anh em mỗi người một phận em chỉ mong anh tỉnh táo với những việc anh đang làm gương đời đầy ra đấy anh không thấy à Hôm nay em định không về đâu, nhưng em muốn biết cuộc sống sau khi anh bỏ chị Liên nó như thế nào. Em dâu ra hiệu là có chị trẻ đang trong phòng, cô em gái vẫn nói to. Kệ, em chỉ nói sự thật thôi. Em cũng mong là cuối đời anh được hạnh phúc, nhưng khó đây anh ạ. À. Tuổi của anh bây giờ phải là chỗ dựa tinh thần cho con cái, là cái gương để chúng nó nhìn vào, chứ không phải bạc hết đầu rồi còn đi chăm vợ trẻ ở cữ. Thôi em về nhà em còn nhiều việc lắm anh đỏ bừng mặt lên tức lắm nếu không có vợ chồng chú thím ở đây chắc anh cho nó mấy cái tát rồi em trai anh hiền quá biết chuyện gì đang xảy ra nhưng không bao giờ nói được bởi vì từ trước tới giờ mọi công việc trong nhà hoàn toàn do anh hoàng quyết định không ai được tham gia câu nào cô em gái chưa về mà đi thẳng ra cửa hàng của chị liên nhìn thấy hai mẹ con chị đang ăn cơm cô bỗng như thắt ruột lại ngày cô mới lấy chồng. Kinh tế còn khó khăn, chị đùm rúm cho cô rất nhiều thứ. Chị thương cô chả khác nào em gái ruột. Nhiều khi cô mượn vài chục, một trăm, chị đều cho không lấy lại. Cả hai đều hiểu tâm trạng của nhau, nhưng không ai nhắc đến việc của anh Hoàng hôm nay. Ngồi một lúc, cô xin phép về. Chị Liên nhanh tay nhặt mấy gói bánh kẹo và vị sữa chua gửi cho cháu. Nhưng cô nhất định không cầm. Chị mang treo vào xe của cô và nói. Đây là của bác cho cháu, chưa cho mẹ nó đâu. Cô mang về cho chúng nó ăn, không thì chị giận đấy. Chị vẫn vậy với cô, nên cô càng thấy thương chị và thất vọng về ông anh của mình. Cô khóc rồi vội vàng nổ máy đi về mất. Chiều hôm ấy, anh Hoàng thuê xe chở đồ đạc cùng vợ trẻ, dọn lên nhà mới ở thị trấn. Chẳng biết vì sợ bị chửi hay thế nào, mà anh không đưa vợ sang chào bố mẹ nữa. Mấy hôm nay, cửa hàng của anh trên thị trấn khai trương tưng bừng, biển quảng cáo hoàng nhung mát xa bấm huyệt châm cứu lung linh nhấp nháy phía trên cửa kính lãng hoa rực rỡ đặt hai bên trong nhà ánh điện sáng trưng trên tường treo đầy ảnh mẫu quảng cáo giường đệm mút ghế xoay gương tất cả đều sang trọng đẹp mắt nhung gọi mấy người bạn đồng nghiệp cũ về giúp vì khai trương miễn phí sẽ nhiều khách chả biết khách ở đâu đến cũng đông toàn là thanh niên đầu xanh đầu đỏ chưa người chững chạc thì chả có ai Nửa buổi, có một chiếc xe chở hơn hai chục người đến. Người mang hoa, người dúi cho Nhung cái phong bì. Cô vào gọi anh Hoàng, đang nấu nướng trong nhà bếp. Anh ra đây một lúc đã, bố mẹ với người nhà em đến rồi này. Bên ngoài, nhạc đập ầm ĩ lẫn tiếng cười nói chúc mừng, gian dỉ lên. Trong bếp, một mình anh Hoàng, nhanh thoăn thoát, bày mấy mâm cơm mừng khai trương phòng đấm bóp. Đến trưa khi vãn khách là lúc cỗ được bày ra người làm và người nhà ngồi bốn mâm chật ních. Nhung bảo bây giờ ăn nhanh và uống ít thôi vì nếu có khách vào thì còn phải phục vụ họ. Ăn xong người nhà của Nhung lên gác nghỉ. Nhung cùng bạn cô ra phòng đón khách. Mình anh Hoàng với đống bát đĩa, vỏ lon và thức ăn thừa ngập ngụa trong bếp. Sau hôm tưng bừng ấy, khách đến thưa dần, rồi chả mấy ai đến phòng massage nữa. Vì dân ở khu này, chỉ có người già và trẻ em ở nhà, còn thanh niên đứa đi học đứa đi làm trung tuổi vẫn đi làm công ty tối ngày lấy đâu ra thời gian mà đi đấm bóp một số người làm kinh doanh buôn bán có điều kiện họ đến chỗ có uy tín chưa trả thèm đến phòng của nhung hàng ngày anh hoàng đi chợ nấu cơm rồi gọi vợ dậy ăn thỉnh thoảng chiều mát ra hàng cây bên kia đường ngồi chơi hóng gió rồi đi ra sân vận động mini gần đó xem bọn trẻ đá bóng chợt anh thấy nể bản thân mình may mà lên thị trấn được mở mang tầm nhìn chứ cứ ở cái nơi xó lỗ kia thì còn lâu mới khôn ra được vắng khách quá cũng chán nhưng dự định là đẻ xong sẽ đi học làm tóc xăm môi lông mày nhấn mí bây giờ xu hướng làm đẹp đang được nhiều người tìm đến cô nũng nịu nói với chồng là một đôi lông mày với cái môi mà mấy triệu đấy anh đầu tư cho em đi học nhé thì đến lúc ấy hãng hay phải chờ con lớn đã chứ. Em tính rồi, mình sẽ thuê người giúp việc trông trẻ, em đi học càng sớm càng tốt, về còn có việc làm ngay, làm kinh tế là phải nắm bắt lấy thời cơ, anh hiểu chưa? Nhung đang vẽ tương lai một cách say sưa thì cô trở dạ, anh Hoàng gọi taxi đến, chuẩn bị hai cái làn đựng đồ cho bà đẻ, mở tủ lấy ví tiền và đỡ vợ trẻ ra xe tới bệnh viện. Ngoài hành lang bệnh viện khu vực khoa sản, người ta thấy một người đàn ông tóc đã hoa sâm cứ đi đi lại lại vẻ sốt ruột một nữ hộ sinh mở cửa phòng ra ngoài hỏi ai là người nhà sản phụ lã thị nhung 32 tuổi ạ à? anh hoàng vội đáp có tôi đây mời bác theo cháu và làm thủ tục cho chị nhung mổ đẻ chúng cháu cần chữ ký của chồng sản phụ nữa ạ à? chồng chị nhung có ở đây không anh hoàng nghe mà bực cả mình đang sốt hết cả ruột mà còn nói dài dòng anh đi theo cô vào trong phòng Bác sĩ nói thai nhỏ nhưng nó nằm ngang nên bắt buộc phải mổ. Anh lại lễ mễ đưa vợ trẻ lên phòng mổ ở tầng 3 và chờ đợi. Bà ngoại trạc tuổi anh cũng vừa tìm đến nơi. Bà kêu say xe, ngồi vạ luôn trên ghế ngoài cửa phòng. Anh khẽ chào mẹ vợ rồi chốc chốc lại thở dài lo lắng. Nét mặt căng thẳng làm anh như càng già thêm. Có tiếng trẻ the thé cất lên. Anh vội bước tới cửa phòng mổ. Cô nữ hộ sinh đi ra và nói người nhà chị nhung đâu vào đón em bé về phòng nhé thế ông hay là bà đón tay cháu nào ông bà nội hay ngoại đây chúc mừng gia đình bé gái tròn ba lô ạ à. anh hoàng thấy khó chịu đúng là mấy cô hộ lý dở người đỡ đẻ thì biết đỡ đẻ thôi còn điều tra lý lịch nhà người ta làm gì đã thế lại còn nói to nữa rồi anh thở phào cô chủ cửa hàng xoa bóp tương lai đã chào đời bà ngoại đứng lên vào phòng đón cháu ra đến ngoài vừa đi vừa nói. Trả tiền nhân nó chứ, cái mặt giống bố Hoàng Như Đúc thế này. Anh cười, rồi ghé mình vào cái mặt bé tí đỏ hòn, mắt nhắm tít lại. Người thì bé, mà miệng ngoạc ra khóc re ré, chưa nhìn ra là giống ai. Ở bệnh viện huyện, cư mẹ tròn con vuông là người nhà đón em bé về phòng trước. Mẹ bé sẽ được các bác sĩ làm một số thủ tục nữa rồi đưa về sau. Hàng ngày các cô đến tiêm, phát thuốc, và hướng dẫn người nhà chăm mẹ và bé. Bà ngoại ở một đêm rồi về. Bà bảo ở bệnh viện không quen nên khó ngủ, đau đầu lắm. Thế là một mình anh Hoàng chạy đi chạy lại, mệt phờ phạc. Đúng là dài nuôi vợ đẻ gầy mòn. Một tuần sau, Nhung được ra viện. Vết mổ còn đau nên mọi sinh hoạt anh Hoàng đều phải nhúng tay vào. Ban ngày nấu ăn giặt rũ, pha sữa cho con. Ban đêm ngồi bế nó cho vợ ngủ. Thôi thì vất vả, cũng là niềm vui của hạnh phúc, nhàn rỗi mãi như những ngày không có khách cũng chán. Nhung chỉ ăn với nằm, bấm điện thoại nên béo trắng ra. Còn bé con thì như cái rẻ vất vai, ăn bao nhiêu chỉ để lấy sức khóc ra giả suốt ngày. Anh Hoàng đầu xu như quạ đánh, tóc bạc cần hết. Mấy tháng trời không làm mà chỉ có tiêu, nên số tiền tiết kiệm của anh cũng bị vơi nhiều đi. Anh ngồi nghĩ, sao lại hao tiền thế nhỉ? Hàng ngày tay anh đi chợ mua sắm, chưa có đưa tiền cho ai đâu. Từ thức ăn, sữa mẹ sữa con, bỉm, thuốc bổ thượng bổ hạ, yến trưng cho vợ, vân vân và vân vân, nhiều thứ lắm. Tự dưng anh nhớ lại, ngày xưa chị Liên nuôi hai đứa, đâu có tốn như bây giờ. Mà hình như anh chưa bao giờ phải thức đêm bế con giúp chị Liên. Nay gần 6 tháng rồi, vợ trẻ của anh vẫn đang còn trong cữ. Một hôm anh nói chuyện với Nhung con cứng cáp rồi em ở nhà tự nấu ăn và nuôi con anh sẽ về quê nuôi lợn trước đây anh nuôi hàng chục con tiền lãi không phải là ít bây giờ chuồng trại vẫn còn chắc chắn lắm bỏ không cũng tiếc nhung gắt lên anh bị điên à tự dưng bảo về quê nuôi lợn thế anh để mặc mẹ con em một mình đêm hôm biết làm thế nào con thì quấy bỏ sư không được đâu anh nói giọng dỗ dành nói là về nhưng không hẳn là thế đâu nuôi lợn bây giờ không phải nấu cám như ngày xưa, mà cho ăn cám cò trực tiếp cùng thuốc tăng trọng. Ban ngày anh về dọn chuồng, cho lợn ăn uống, tối lại lên đây, coi như là anh đi làm công ty, chứ không làm gì ra mà cứ tiêu mãi, thì tiền núi cũng chả còn. Nhung nói quả quyết, anh quên là em sẽ đi học nghề à? Có việc làm rồi, một ngày em sẽ kiếm bằng mấy con lợn của anh. Lúc ấy anh chỉ có nấu cơm rồi chơi với con thôi. Rồi cô nói Tháng sau cô sẽ đi học. Anh liệu mà lo tiền mua sữa và trả lương cho người trông con. Nhưng anh Hoàng vẫn muốn về nhà để tham khảo việc nuôi lợn. Từ thị trấn về nhà cũ của anh mấy chục cây số. Anh mở cổng đi vào. Lá rụng dày cộm khắp sân. Mới gần một năm không có người ở thôi mà nó lạnh lẽo như nhà hoang. Cỏ vườn mọc kín tốt um tùm. Cây ăn quả không có người chăm sóc tỉa cành. Nhìn sơ sắc hẳn đi hai dãy chuồng lợn phía cuối vườn vẫn chắc chắn chỉ phải thay mấy viên gói vỡ dọn sạch sẽ bên trong là lại nuôi lợn được lát sau anh sang nhà bố mẹ bà kính nhìn con trai gầy hốc hác tuy giận lắm đấy nhưng lòng bà thấy xót xa bà hỏi con bé nó có ngoan không sao mẹ nhìn anh như người ốm thế chắc cháu quế mất ngủ chứ gì mày tự chui đầu vào dọ già rồi còn đi nuôi con đỏ mai kia anh có bằng tuổi tôi thì anh vẫn còn phải nuôi nó ăn học. Rồi tới lúc đó có còn nguyên vẹn cái xác mà mang về nữa không đây?" Anh Hoàng ngồi một lúc rồi nói chuyện với mẹ. "Con định sửa lại chuồng nuôi lợn mẹ ạ. À. Trước đây anh làm cái gì không bao giờ nói chuyện với bà, nên bây giờ anh nói gì bà cũng kệ. Bà bảo với con trai, mẹ anh già rồi nên không giúp gì được cả, có thân thì phải lo thôi. Cụ Việt tháng sau lấy vợ, nó gọi cho anh chưa? Làm gì thì làm." anh vẫn phải có trách nhiệm là bố của nó đấy. Anh nói sửng sốt. Thế à, con chưa thấy nó nói gì. Để con gọi hỏi cháu xem thế nào. Lên tới thị trấn, anh kể chuyện cu Việt cho vợ nghe. Nhung sáng mắt lên. Đúng rồi đấy, lần này là cơ hội để em về ra mắt với họ hàng nhà anh. Cu Việt còn chưa nói gì với anh. Em mà về đấy, nhớ các cô các bác không để ý đến thì chả chơi với ai được đâu. Nhung cười khảnh khạch nói. Anh già rồi nên chậm tiêu, không hiểu gì cả. Cần gì chơi với ai? Chúng ta sẽ cùng về lo tổ chức cho con anh. Này nhá, khách bên nào người ấy mời, cỗ bên nào người ấy lo, và tiền mừng của ai người ấy cầm. Chúng mình sẽ mời hết dãy dân cư trên này. Em mời họ hàng nhà em nữa. Đây là dịp tốt để em thể hiện bản lĩnh của mình. Giờ à, tổ chức ở nhà mình đâu mà mời lắm thế? Rồi ai làm cỗ cho? Chán anh thật đấy cỗ đặt chứ sao phải làm. Không tổ chức ở nhà mình, nhưng anh là bố nó, anh về lo đám cưới cho con trai cơ mà. Hôm ấy anh mời bao nhiêu khách, thì đặt bấy nhiêu cỗ, chả liên quan gì đến bà kia. Anh Hoàng nghe vợ trẻ nói, thấy cũng có lý. Tất cả họ hàng dưới nhà là chị Liên sẽ mời hết rồi. Tuy đã ly hôn, nhưng mọi người vẫn coi chị như người nhà. Còn anh, chỉ có mấy ông bạn cũ, thời hợp tác xã thôi. Nhung lại tính toán tiếp, Tiện hôm ấy có đông đủ mọi người. Anh nói chuyện xem, có ai mua vườn dưới đấy thì bán đi. Mình đầu tư vào một chỗ thôi, sau này đỡ phải đi đi về về. Anh thích nuôi lợn, chị họ em có khu bãi ngoài kia. Em hỏi cho anh ra đấy tha hồ mà chăn nuôi. Hơi đâu mà đi về xa chục cây số nuôi mấy con lợn. Nhà đất, chưa có phải con gà con vịt đâu mà nói bán là bán được. Em thôi nhắc đến chuyện đó được không? Nghe tiếng bố mẹ nói to, con bé thức dậy khóc loa lên anh hoàng mê mẩn chạy vào bế con rồi khẽ nựng ngoan nào ít ngày nữa bố cho con gái về quê nội ăn cố anh việt nhé nhung nhìn anh bế con cười tiếp mắt lại bao nhiêu dự định mới được vẽ ra trong đầu cô lập gia đình muộn một tí chồng hơi già một tí nhưng đã ai sướng bằng mình cô thầm nghĩ tình yêu là có tiền để tiêu và được chiều như công chúa chắc chắn là như vậy tiếng con bé vẫn che che trong nhà anh Hoàng đang lụi cụi pha sữa ngoài ghế Nhung vẫn cười tủ một mình và chìm đắm trong giấc mơ giữa ban ngày tại nhà chị Liên thường thì sáng ra là khoảng thời gian chị bận biệu nhất vì lúc này người dân hay tranh thủ đi mua đồ đang túi bụi nhặt hàng và tính tiền cho khách thì chị nghe bên ngoài có tiếng nhiều người nói vồn vã ồ anh Hoàng về thăm chị Liên đấy à có mua ủng hộ chị chủ gì không đấy từ ngày lên thị trấn, Nam Anh dạn dày hơn nhỉ, chứ không còn non nớt như ngày xưa. Anh thấy chị Liên chưa? Càng ngày càng mặn mà có duyên, khối anh xin chết mà chị ấy không thèm đấy. Thế thằng Việt đã mời đám cưới chưa? Chợt có người cười nói, đầu năm cưới bố, cuối năm cưới con, sang năm cô cháu nó dắt nhau đi nhà trẻ tốt nhỉ? Người ở quê, sống đoàn kết thương nhau là thế, nhưng mà đã ghét thì sẽ đào đất đổ đi cho dù có những việc không liên quan gì đến họ vãn khách anh hoàng tự kéo ghế ngồi nhìn quanh một lúc rồi nói tôi về đây bàn với cô về việc cu việt lấy vợ chị thản nhiên vẫn cắm cúi xếp lại ít hàng bề bộn không nhìn anh chị nói tôi lo xong hết rồi anh hơi cau mày lại lát sau như không kìm được nữa liền nói một hồi cô đã nói gì với nó nên nhớ tôi là bố của nó đấy nó gọi điện mời tôi về dự đám cưới của nó, như mời người ngoài, không hỏi ý kiến gì cả. Lẽ ra nó phải dẫn con bé kia đến chỗ tôi, báo cáo xin phép hẳn hoi. Đằng này nó lại bảo bố về nhà ông nội bàn việc của con. Hay là cô đầu độc gì nên nó thái độ với tôi. Chị ngồi xuống ghế, rất bình tĩnh. Lúc này chị mới nhìn kỹ anh, khuôn mặt trắng trẻo ngày xưa đâu rồi. Bây giờ thay vào đó là vẻ mặt gầy hốc hác, dầu ria mọc xồm xoàm tóc tai bù xù, không trải chuốt bóng lộn như ngày nào. Chị nói rõ từng câu một. Khi anh bắt ép tôi ký đơn ly hôn để đi cưới vợ mới, anh có báo cáo xin phép bố mẹ anh không? Anh chợt quát. Cô không được nối giáo cho giặc. Như thế là làm hư cho con cái, biết chưa? Chị im lặng. Chị không muốn đối lời với người gia trưởng bảo thủ không đạo đức như anh. Chị đã vượt qua cú sốc lớn trong đời. Người phụ nữ ấy bây giờ trở nên rắn giỏi mạnh mẽ đến lạ. Đâu phải có chồng bên cạnh mới là hạnh phúc. Chị thương bản thân mình hơn, chị cố gắng sống tốt để không hổ thẹn với cuộc đời. Hạnh phúc là vui vẻ mạnh khỏe và mỗi ngày được nhìn thấy các con trưởng thành. Gần một năm qua, anh mãi vui với tình mới, không hề để ý tới con cái. Thỏa thuận khi ra tòa là cùng nuôi con Hà ăn học, anh cũng không thực hiện được. Chị không hề nhắc tới vậy nên chị càng thấy cuộc sống hiện tại của mình thật giá trị còn anh giọng nói không còn cuốn hút người nghe như trước mà vô cùng cục cằn nóng nảy anh yêu cầu tổ chức nhà hàng hai người sẽ tự lo cỗ bàn và tiếp đón khách của mình chị liên nói nhỏ nhẹ dứt khoát tôi đã bàn với gia đình rồi sẽ tổ chức tại nhà ông bà nội trong đó sân vườn rộng rãi cỗ bàn do cụm dân cư tới giúp tôi không thay đổi được anh bực lắm hầm hầm đứng lên ra về. Nhưng trong lòng lại cảm thấy khó hiểu. Người vợ mà hơn 20 năm gắn bó, người mà chỉ biết im lặng răm rắp, làm theo những yêu cầu của anh, nay lại trở nên mạnh mẽ đến lạ kỳ. Và còn một điều nữa mà anh không ngờ tới, đó là chị đã trở nên xinh đẹp mặn mà hơn, ngày còn ở với anh nhiều. Cuối cùng, đám cưới vẫn được tổ chức tại nhà ông bà Kính. Chiếc sân rộng cây được bốn dãy bàn, bên phải là khách của chị liên bên trái là khách của anh hoàng và nhung họ hàng cùng cụm dân cư tới giúp mẹ con chị làm cỗ còn anh hoàng đặt nhà hàng mang tới chị liên trang điểm nhẹ tóc búi cao có cài châm óng ánh chiếc áo dài xanh rêu ôm sát người nhìn chị đẹp quý phái khác hẳn những ngày bận rộn bán hàng anh hoàng diện com lê đứng bên này đón khách nhung mượn người trông con nhờ họ hàng nhà mình đến rồi đi cùng dãy dân cư của cô về đám cưới. Tất cả là hai xe to chặt. Cô đã đích thân đi mời từng nhà một, nói là em về quê, lo đám cưới cho con chồng. Cháu nó lên tận đây nhờ gì và bố, nên mong các bác tới dự cho cháu đỡ tuổi thân. Bùi tai quá, nể tình cảm của bà mẹ kế này thật, nên mọi người đã bảo nhau về đông đủ. Và Nhung không quên nhắc mọi người, chú ý cái hòm bỏ phong bì bên trái, không được bỏ nhầm sang bên phải. Khách của Nhung về tới nơi, anh Hoàng bắt tay túi bụi, chị Liên lịch sự gật đầu chào và mời họ vào trong dạp. Nhung diện chiếc đầm đỏ, cổ rộng, đi chúc rượu từng bàn một, hết dãy bên trái, lại sang bên phải. Cô đến bên mấy mâm cánh đàn ông rượu đã ngà ngà, làm quen xin số điện thoại, kết bạn Facebook. Cô cười tươi roi rói, nổi bật nhất trong dạp đám cưới. Anh Hoàng có vẻ khó chịu, nhưng vẫn cố tỏ ra không để ý. Tan tiệc, Nhung mở hòm lấy hết phong bì, nhét vào túi, đeo trên người rồi báo cáo phải về trước, lý do là cháu nhỏ gửi ở nhà. Trước khi về, cô dẫn phái đoàn sang nhà cũ của anh Hoàng chụp ảnh, bảo để làm kỷ niệm, sau đó cùng đoàn về luôn. Anh Hoàng về đến nhà bực mình lắm, anh nói: "Em không nên như thế giữa đám đông, họ hàng dưới quê khác với ở trên này." rồi lại mệt với hai ông bà thôi anh ngây thơ lắm em sẽ quảng cáo bán nhà cho anh rất nhanh chóng anh hoàng gắt lên đã bảo là chưa bán tại sao em cứ tự ý làm mọi việc mà không được sự đồng ý của anh thế anh giữ làm gì nhỉ đằng nào mình cũng có nhà ở đây rồi trông như cái vườn hoang để cho rắn rết nó làm tổ à để đất nằm đấy có đẻ ra tiền không bán đi em chỉ xin một ít tiền học nghề thôi còn anh đem mà gửi lấy lãi để anh về nuôi lợn đấy anh vẫn quả quyết nhưng cô chẳng để ý một khi anh đã bỏ tiền tỷ ra mua đất ở thị trấn này xây nhà cho cô thì cái vườn ở xó quê ấy sao cô không đòi bán được rồi cô đăng facebook quảng cáo bán nhà cùng hai xào vườn kèm ảnh chụp hẳn hoi cô không quên gắn thẻ những người bạn mới quen trong đám cưới vào cả làng lại được trận xôn xao về chuyện anh hoàng bán vườn người thì bảo có nhà thị trấn rồi nên bán đi để làm gì người thì nói cẩn thận không lúc hết sạch lại như khối ông đấy thập thò cửa lỗ rồi mà chưa biết mình dại tối hôm ấy nhung khoe với anh là đã có mấy người vào bình luận hỏi giá đất rồi chỉ còn chờ anh chốt thôi là xong anh hoàng không nói gì nhung tiếp tục tấn công nếu anh vẫn muốn nuôi lợn thì em hỏi chị họ cho mượn khu bãi ngoài kia mấy xào vườn gần bờ sông đang bỏ cỏ anh đầu tư xây chuồng mà nuôi lợn ở đó cho gần, cách nhà mình có hơn một cây số thôi. Nhung hẹn người trả giá cao nhất, thu xếp thời gian gặp để thỏa thuận giá cuối cùng, chốt mua và bán. Không hiểu ở Nhung có cái gì mà làm cho anh như người lú, đã kiên quyết thế rồi mà cuối cùng anh vẫn cùng cô về gặp người mua nhà và thế là chốt. Nửa tháng sau, mọi thủ tục giấy tờ xong xuôi, mảnh đất bố mẹ cho từ ngày anh lấy chị Liên ngôi nhà hai tầng cũ kỹ, nhưng biết bao gắn bó, nay thuộc về người khác. Anh cũng thấy tiếc, cứ tần ngần nhìn ngắm mãi. Chỗ giấu 10 cây vàng, bị đập nham nhở, giờ đây đã bị lá mục phủ kín, dãy trường lợn ngoài vườn, cỏ mọc bò tận vào giữa nền. Thế là hết, chẳng còn gì vương vấn ở cái làng này nữa. Anh xách túi tiền lên xe chở nhung về thị trấn. Cả đêm hôm ấy, anh Hoàng không ngủ, ngôi nhà ở quê cứ chập chờn ẩn hiện trong đầu anh. Bỗng dưng anh cảm thấy tiếc nuối như vừa đánh mất một thứ gì rất quan trọng trong cuộc đời. Anh nhớ lại hôm đám cưới cu Việt, tất cả họ hàng làng xóm nhìn anh như nhìn vật thể lạ. Họ chào anh cho qua chuyện, rồi lạnh nhạt lảng ra chỗ khác. Thôi, vậy thì chả tiếc, đằng nào mình cũng chẳng còn lý do để về. Nhung lên mạng, đã tìm được người trông con tại nhà, Cô nói với anh là bà ngoại sẽ đến đây ở Cho tới khi cô học nghề xong Anh Hoàng khó chịu nói Sao em không nhờ mẹ trông con giúp luôn đi Còn thuê người cho tốn kém Mẹ có bệnh đau đầu Không chăm trẻ con được Nhưng cũng không thể để con cho một mình Người giúp việc ở nhà mình Bà ngoại đến đây sẽ hỗ trợ chăm cháu Những lúc bận rộn Còn trông non nhà cửa nữa chứ Mỗi tháng tiền bỉm sữa thuốc men cho con là 5 triệu Trả công trông trẻ 5 triệu chưa tính tiền ăn hàng tháng, em đi học 3 tháng, gồm tiền ăn ở, sắm đồ đạc, máy phun xăm và tiền học phí. Anh ra ngoài kia nạp trước vào thẻ cho em 300. Anh tính để lại chi tiêu, còn bao nhiêu thì đem mà gửi. Nghe Nhung nói một hồi thôi, anh nhăn mặt hỏi, em học gì mà mất nhiều tiền thế? Sau này còn phải mua sắm thêm thiết bị, thay biển ngoài cửa nữa chứ, anh cứ chuyển đi, chưa nhớ anh mang gửi hết rồi khi cần mà rút trước hạn thì mất hết lãi à anh hoàng không nói gì trước đây anh mang số tiền lớn đưa cho nhung mua đất làm nhà rất thoải mái mà không một chút đắn đo sao lúc này nghe cô nhắc đến tiền anh lại cảm thấy nó mệt nó khó chịu thế nhưng mà không còn cách nào khác anh không thể trái ý cô được thu xếp ổn thỏa nhung lên đường thực hiện tiếp ước mơ của mình cô kéo chiếc vali nhỏ ra cửa gọi taxi lên hà nội rồi nói chồng ở nhà nhớ lời mình đã dặn giờ đây mọi việc nhà và trong con bé đã có mẹ vợ và chị giúp việc lo chỉ khi nào cần thứ gì thiếu thứ gì anh mới chạy đi mua nhàn rỗi cộng thêm nhung đi vắng nên anh buồn ở nhà không biết nói gì ra ngoài không biết tâm sự và chơi cùng với ai về quê thì không nơi nào chào đón anh chợt nhớ có lần nhung nói là chị họ cô có khu bãi bây giờ bỏ không anh có thể mượn chỗ để nuôi lợn nuôi gà cho đỡ buồn anh gọi cho vợ trẻ hỏi xin số điện thoại của chị họ sau khi nghe điện thoại của anh chị họ của nhung hẹn anh xuống khu bãi rộng gần chân đê chị nói trước đây anh chị đã mua theo diện chuyển đổi cây trồng nay anh chị mở cửa hàng ăn nên bỏ cỏ từ lâu không chăm sóc được chú xem có sử dụng chăn nuôi trồng trọt thì chị cho mượn cứ miễn sao trông nom giúp anh chị là được không phải lo thuế má gì cả. Cây cối chú chăm vào mà thu hoạch. Mấy mẫu đất bãi rộng mênh mông, cách một con lạch là tới chân đê. Ở giữa là hai cái ao to, xung quanh là vùng đất trồng nào chuối bưởi, vải, chanh và quất. Nhiều lắm, nhưng cằn cỗi và cỏ mọc tốt ngang người. Nhiều cây nhỏ đã bị dây leo kín mít. Anh bắt đầu lên kế hoạch mua gạch và thuê thợ xây chuồng lợn dự tính hai cái ao sẽ tuồn phần lợn xuống thả cá gà thì khó nuôi nhưng đất rộng sông dài thế này anh sẽ nuôi vịt và mũi khóc vườn để một cái cuối chó hàng ngày anh chúi mặt dưới bãi nhà và con để mặc cho bà ngoại và người trông trẻ anh dựng lều mang chăn chiếu ngủ luôn tại đó để trông nguyên vật liệu thỉnh thoảng đảo về nhà hỏi thiếu cái gì thì đi mua rồi lại vội vàng xuống bãi trường trại cũng đã xong anh mua ống tuyếp sắt làm cột kéo dây điện, lắp máy bơm nước rửa chuồng và sắm sửa máng chậu cho lợn. Bên cạnh đó, anh làm ra nhà nhỏ lợp tôn, đủ kê chiếc giường một và để cám chăn nuôi. Chỗ trái nhà lợp bán ra ngoài, dùng để nấu ăn và chứa đồ lặt vặt. Anh đứng ngắm công trình vườn ao chuồng của mình, một cách mãn nguyện. Xe chở lợn và vịt giống, ị ạch mãi mới vào được phía trong vườn, vì đường khó đi khu bãi bao năm yên tĩnh thanh bình, nay sáng trưng ánh điện, ẩm mỹ tiếng lợn con rít, tiếng vịt kêu và tiếng chó ăn ẳng liên tục. Ngoài giờ chăm lợn, anh đi phun thuốc trừ cỏ, phát cành cây, lộn đất trồng lại chuối. Chỗ nào trống thì nhét xả và giềng vào. Ngày làm mệt, đêm đến anh ngủ say như chết. Đầy mưa đầy nắng, ăn xó mó niêu, tối ngày làm bạn với lợn với vịt mà anh cảm thấy thoải mái hơn những ngày nuôi vợ đẻ vì anh được tự do làm điều mình thích. Không có ai sai vặt, không ai hờn dỗi mắng bỏ mình. Anh chúi mũi rùi dưới bãi, quên cả về nhà. Nhung gọi quát anh âm ầm. Anh làm gì mà nhà hết thức ăn, hết cả sữa bỉm của con rồi anh không biết. Nếu bận thì đưa tiền cho bà ngoại đi mua chứ. Anh mới đưa cho bà 5 triệu, dặn là thiếu gì bà mua rồi. Anh đang ở tận trang trại nhé. Đưa bao giờ? Sáng nay bà mới gọi cho em, bảo là hết sạch rồi. Anh liệu mà về đi. Anh quệt mồ hôi thở dài. Thế này thì chết. Mới được hơn chục ngày mà tiêu hết 5 triệu. Phá sản à? Anh kệ. Hết rồi thì nhịn. Nhung gọi điện ngọt nhạt năn nỉ. Không đưa tiền cho bà thì thôi. Anh về mua đồ ăn để tủ cơ. Xem con bé hết cái gì thì mua luôn cho nó nữa. Anh nghe sốt ruột nên ngay chiều hôm ấy anh lặng lẽ đi mua bột ăn dặm, sữa bìm cho con mua đồ ăn nhét đầy tủ lạnh, dặn hai bà bảo mẫu, cẩn thận rồi đi về với đàn lợn. Đúng hẹn, Nhung trở về nhà với nghề mới trong tay, cô gọi điện cho anh báo trước. Anh nói không đi đón được vì rất bận. Cô vui vẻ nói rằng, anh cứ làm việc của anh đi, chuyện khai trương lần này tự cô lo được vì sẽ không tổ chức ăn uống mời khách như lần trước. Đổ cám cho lợn và vịt ăn xong, anh vội về nhà đã ba tháng nay xa cô vợ trẻ yêu quý rồi. Lòng khóc khởi vui như mở cờ. Anh chạy xe thật nhanh trên con đường bãi, sóc như sóc ốc. Tới cửa, anh thấy tấm biển cũ tên Hoàng Nhung bị gỡ xuống. Thay vào đó là tấm biển mới có chữ Hồng Nhung đỏ chót. Đằng sau là dòng chữ Phun xăm nghệ thuật, tạo hình mái tóc, chăm sóc làn da. Và loằng ngoằng một lũ tiếng liên xô Trung Quốc gì đấy mà anh không hiểu. Anh bước vào nhà, một người đàn ông trẻ hơn Nhung khoảng 2-3 tuổi, đang lúi húi, lắp vòi nước ngay ra ngoài. Thấy anh về Nhung chạy ra nói. Anh về đấy à? Đây là đồng nghiệp của em, ở bên kia thị trấn. Em nhờ bạn ấy đến giúp mấy việc và hướng dẫn cách làm trong thời gian đầu. Đây là máy giấy tóc, máy phun xăm em mới mua. Chỗ này là bàn nằm gội đầu, bạn ấy đang lắp đặt vòi nước nóng lạnh cho đấy. Thành niên khẽ chào anh rồi cắm cúi làm tiếp. Nhung đi vào trong, anh hoàng vội bước theo vợ cô nhăn mặt đẩy anh ra và nói khiếp quá hôi toàn mùi cám cò với mùi gà vịt anh làm gì mà trông người như dưới lỗ móc lên thế ra soi gương xem tóc tai không khác nào lão ăn mày gặp người trong thị trấn anh không thấy xấu hổ à chợt như thấy mình hơi quá lời cô hạ giọng em tính rồi mẹ sẽ ở đây trông con hộ đến khi nó được một tuổi thì cho đi nhà trẻ bây giờ em về rồi anh không phải lo việc gì ở nhà nữa. Cứ yên tâm ở với đàn lợn của anh thôi. Hàng tháng thêm tiền mua sữa cho con là được. Anh hơi bực mình, nhưng cố nhịn. Quanh ra quần vào, chơi với con một lúc chẳng biết nói gì. Nhung cùng bạn cô vẫn bận rộn cùng nhau trang trí phòng. Chuẩn bị khai trương tiệm tóc với da của mình, mà chả để ý gì đến anh. Thấy muộn, anh giật mình nhớ tới đàn lợn. Tới giờ này chắc chúng nó đói rồi. Đang rít ầm ầm phá chuồng rồi cũng nên. Anh ra ngoài cửa, lên xe nổ máy và phóng thật nhanh xuống bãi. Vừa xuống xe, anh Hoàng nghe tiếng đàn lợn rít oang oác kinh khủng. Lũ vịt ao lên bờ, quàng quạc đòi ăn như đòi nợ. Anh túi bụi đổ cám, chúng nó tranh nhau xô cả vào người anh ngã rúi rụi. Khổ lắm, bà chủ chúng mày về, tao xin phép đi một lát thôi, mà nào được sơ múi tí gì đâu, tao đang buồn hết cả người đây. Xong xuôi, anh lặng lẽ vào nhà ngồi một mình. Sương đêm xuống, cộng với tiếng gió ngoài bãi mênh mông thổi vào, làm anh lạnh hết cả sống lưng. Không ăn uống gì, anh nằm xuống trước giường sặc mùi cám cỏ, mắt mở trong trong nhìn lên mái tôn. Hình ảnh anh bạn của Nhung cứ lờn vờn trước mắt anh. Bỗng dưng anh cảm thấy trong lòng bất an bồn chồn. Anh dậy ngó ra ngoài cửa, trời tối đen như mực. Tiếng côn trùng kêu gian rỉ, tiếng lá chuối khô xào xạc, thỉnh thoảng có con vịt lại quắc lên một tiếng rõ to. Tất cả vốn liếng, anh đã đổ cả vào đây. Đàn lợn béo đỏ hồng hào, con nào con nấy, vai vung vức, ăn no, đang lăn ra ngủ. Gần ngàn con vịt thay lông trắng xóa, nằm la liệt ở bờ ao. Bây giờ anh có muốn về với vợ, nhỡ đầu trộm nó mà vơ vét, thì hết sạch vốn mất. Anh quay vào nằm lên giường, rồi chằn chọc mãi vẫn không ngủ được anh đang thức trong trong nhưng hình như đầu óc không hề tỉnh táo. Anh không hề uống rượu, nhưng tại sao người anh như đang ngà ngà say thế này? Anh chả hiểu nổi mình thế nào nữa. Chợt điện thoại anh có tin nhắn, anh vội vàng mở ra xem. Là dòng tin nhắn rất mùi mẫn của vợ. Anh ngủ chưa? Em bận quá nên vô tâm mất rồi. Thôi anh cứ chịu khó đợi, ổn thỏa mọi việc, chúng mình sẽ lại bên nhau anh nhé. Thì ra là tin nhắn của cô vợ trẻ. Anh mỉm cười thầm nghĩ. Có thế chứ, thì ra là cô vẫn luôn nhớ đến anh. Chỉ là hai người họ cùng đang bận việc quá mà thôi. Anh vùng dậy mò lấy gói mì, đổ nước nóng vào ăn xì sụp. Rồi vui vẻ, vơ một đống vỏ bao kê vào gối thật cao để ngủ. Còn về phần nhung, cô không mượn người giúp việc nữa mà chỉ nhờ mẹ ở lại trong con hộ mình vài ba tháng. Cô lo sắm sửa đồ dùng máy móc đã xong và chuẩn bị đến ngày khai trương cửa hàng làm đẹp. Lần này chỉ có cô và anh bạn đứng ra làm việc, không tổ chức linh đình như lần trước. Ngày đầu nghe chừng cũng xuân sẻ, khách tới ít thôi nhưng cũng kiếm được vài triệu. Mấy hôm sau cũng vậy, vẫn lác đác có người tới đều đều, vậy là ổn rồi. Anh Hoàng bận túi bụi vì lợn sắp đến ngày xuất chuồng, càng lớn, chúng càng ăn nhiều nên anh khá vất vả. Ban ngày anh tranh thủ về nhà chốc lát, thấy Nhung vẫn có khách đều đặn, anh rất mừng. Thời kỳ khó khăn đã qua, giờ đây cả hai đã cùng kiếm ra tiền, tương lai phơi phới đang hiện dần ra trước mắt anh. Mỗi tối khuya, Nhung vẫn nhắn tin cho anh đều đặn. Cô động viên chồng yên tâm về mọi mặt. Cô hứa, hôm nào anh xuất lợn thì cô sẽ đóng cửa quán để xuống bãi phụ giúp anh. Nhung nói Em không xuống đấy được Hôi hám bẩn thỉu lắm Em sẽ không chịu được đâu Ngày vui nhất trong sự nghiệp vườn ao chuồng của anh đã đến Mấy tấn lợn thịt được chuyển lên ô tô Thường lái đến mua luôn cả đàn vịt một lúc Công anh lặn lộn đổ mồ hôi sôi nước mắt Chân tay mặt mũi ngấm toàn mùi lợn với vịt Nay kết quả thu được một khoản tiền lớn đây rồi Khách mua lợn đi hết Anh mang tiền vào trong nhà Bỏ ra đếm số tiền đã mua giống để riêng, tiền để trả đại lý cám cò để riêng, còn lại có hơn hai chục triệu tiền lãi. Anh thần người như bị mất trộm, thu được nhiều như thế này, ai ngờ toàn tiền cám đã chiếm gần hết rồi. Ngày anh còn trẻ, khi nuôi lợn ở quê là hoàn toàn lấy thóc gạo trong nhà, nấu cho chúng ăn. Khi xuất chuồng được bao nhiêu là thu cả, chứ không phải trả ai đồng nào. Có người đã thắc mắc, dân ngày ấy nghèo lắm, Cơm còn không đủ no mà tại sao anh lại có gạo để nuôi lợn hàng ngày? Mỗi năm hai lứa lợn được bán, anh lại đi mua vàng để dành. Thật đúng là mình không được ăn sướng bằng lợn nhà anh ấy. Người ta nói rằng, bao năm anh Hoàng đứng cân thóc thuế cho hợp tác xã, kiêm sổ sách, chắc là được trả lương cao nên mới có thóc để mang nuôi lợn hàng đàn như vậy. Ngày ấy nhà nào cũng vậy. Cứ mỗi mùa lúa gặt về, phơi khô mang nộp thuế xong là buồn như người mất cắp. Dân làng gánh lúa kiểu kịt ra hội trường xếp hàng, chờ đến lượt được cân. Anh Hoàng trực tiếp kiểm tra và đứng cân. Nhà nào mà chưa được là phải gánh về phơi lại. Một gánh thóc nặng ước chừng 40 cân. Nhưng khi mắc lên cân thì chỉ có thiếu, đổ thêm mấy lần vẫn chưa đủ. Dân làng thắc mắc xì xèo, nhưng chỉ dám nói phụng với nhau, rồi ngậm ngùi về gánh tiếp ra cân cho đủ. Vì nghèo, nên cả làng không có nổi một chiếc cân và cứ như vậy, hết năm này qua năm khác, người dân nghèo còng lưng đội mưa đội nắng đi cày, cuối cùng bữa cơm vẫn phải độn khoai với sắn. Có một ngày, mấy nhà rủ nhau chung tiền rồi cử người xuống tận chợ sắt Hải Phòng mới mua được chiếc cân treo 50. Tất cả thóc của mấy nhà đó được cân thử trước khi mang ra kho nộp thuế và chuyện lớn đã xảy ra. Mỗi mã cân vẫn thiếu từ 5 đến 7 cân thóc các bà không chịu mà nói ầm lên. Chúng tôi đã cân từng mẻ thóc ở nhà rồi, không thể thiếu được, nếu vậy thì cân của hợp tác xã là cân điêu, chúng tôi không chấp nhận. Kết quả là những người này bị bỏ xuống mang về phơi lại, thóc vẫn còn non, đã thế lúc cho lên cân rồi hạ xuống lại bị đổ vãi ra kho mất toi cái ngọt thúng. Ngậm bồ hòn làm ngọt, không còn cách nào khác, họ phải chịu mang số thóc đó quay về nhà. Gánh thóc đã bị đổ vãi xuống kho, mà sau trên đường về nó nặng chịu vai những người nông dân nghèo. Chuyện đã bao năm rồi, những người dân trong làng vẫn chưa bao giờ quên được. Nhưng anh thì khác, giờ mãi làm thế kia, chắc anh chẳng còn nhớ gì đâu. Anh Hoàng cho túi tiền vào cốp xe, thu dọn ít đồ, cho vào trong gian nhà khóa lại. Sau đó anh nổ máy, phóng xe đi trả tiền cám hôm nay anh sẽ về ăn cơm cùng vợ trẻ và con gái bàn tay búp măng khéo léo ấy sẽ cắt tóc mát xa và gội đầu cho anh nghĩ tới đây bất giác anh mỉm cười một mình trong lòng phấn chấn vui đến lạ lùng tới nơi anh thấy có một số người đang ở đó người thì mua cám người thì cùng đến trả tiền anh vui vẻ gọi chị chủ đại lý cám cò cho anh thanh toán tiền cám nào lợn với vịt xuất gọn hết rồi Hai người đang mải đếm tiền Bỗng anh nghe thấy tiếng mấy bà Cũng đến mua hàng nói với nhau Còn cắt tóc gội đầu trong thị trấn thế mà gớm Cặp bồ Bị vợ thằng kia nó đến tận nhà đánh ghen cho tơi bời khói lửa Anh chú ý nghe Tử dưng hơi chuột dạ Một bà nói tiếp Nghe đầu thằng kia nghiện Con này cuốm của lão chồng già Cho nó bao nhiêu tiền rồi Đúng là cái loại con phò Đéo của thằng già đi nuôi phi công Có thế con vợ nó mới để yên nếu không á, nó đập cho nát tiệm ra rồi. Lúc này, anh không thể lặng yên được nữa, liền quay sang hỏi, "Ở quán cắt tóc nào đấy các chị?" "Quán Hồng Nhung chứ còn quán nào, chẳng biết thằng chồng già đâu mà để con vợ nó lộng hành, đưa bồ về ở ngay nhà mà không biết." Vợ thằng bồ đến đánh nhau ầm lên, xong rồi nó tóm cổ, lôi chồng về rồi. Hình như lão chồng già đi nuôi lợn ở dưới bãi, khổ thân vớ phải con vợ lăng nhăng không ra gì anh giết lên trong cổ họng, nhưng chỉ đủ một mình nghe thấy. Nhung ơi, em tự chuốc khổ rồi, bây giờ lão sẽ về cho mày ra khỏi cửa, đổ con phỏ đĩ đi điếm kia. Anh nghiến răng kèn kẹt, cố không phun ra những câu chửi bậy. Anh Hoàng nghẹn thở, lảo đảo quay xe. Nhung ơi, mày hãy đợi đấy. Anh Hoàng phóng xe như điên trên đường, vừa đi vừa gầm lên như người điên. Cô được lắm, cô dám phản bội tôi, còn lừa tiền đem cho trai à? Về đến nhà, anh đẩy cửa lao thẳng vào trong. Thấy mẹ vợ đang ngồi cùng con bé trên ghế. Đồ đạc trong nhà siêu vẹo lệch lạc. Anh hỏi. Bà Nhung đâu rồi? Nó đang ở trong phòng. Anh Hoàng bước sồng sộc vào trong. Nhung đang nằm trên giường, bỗng giật mình quay ra. Anh nhìn thấy trên mặt cô có mấy vết bầm tím. Hai môi sưng vếu lên. Anh hỏi sẵn giọng Mặt mũi cô sao thế kia? Nhung trả lời gọn lỏn. Đánh nhau Vậy là tôi nghe không nhầm Thằng bồ của cô đâu Nhung quát lên Bồ nào Anh nhìn quanh phòng Thấy có bộ quần áo đàn ông lạ treo trên mắt Anh hùng hổ Giật xuống Ném vào chỗ Nhung đang nằm rồi hỏi Của thằng nào đây Máu rơi lên sùng sục Tưởng đứt mạch đến nơi Anh xô cửa toilet Ngó xuống bếp rồi quay lại Chạy nhanh lên gác Sau đó vừa lao xuống Vừa sổ ra một chàng Tiền của tôi đâu 300 triệu Cô học làm tóc mà hết à? Cô dám lừa tôi, đem tiền cho thằng phi công trẻ à? Rồi tiền tôi nuôi cô từ ngày mới gặp đến giờ, trả hết lại cho tôi ngay. Nhung gào lên. Nói ít thôi, tôi đang điên đây. Thích tiền hả? Ngoài đường đây cái kia, kia, ra mà hốt. Đến lúc này, như không chịu nổi nữa, anh sấn sổ giơ tay lên. Từ trước tới giờ, anh chưa từng đánh ai, nhất là phụ nữ. Anh quay sang vớ được cái máy giấy tóc, quăng một phát, vỡ tan cái gương to trên tường con bé sợ rúm người lại khóc thét lên bà ngoại ngồi im xe không nhúc nhích anh lấy hết sức rồi quát lớn cô cút khỏi nhà tôi nhung cười nhạt hỏi lại nhà nào của anh anh đi đi nếu không tôi gọi công an bắt anh vì tội phá hoại đấy tiền mua đất tiền làm nhà tất cả bạc tỷ là của tôi hỏi rằng cô có xu nào không nhung vênh mặt lên nhớ cho kỹ vào Đất này là của ai? Con nhà hả? Đấy, dỡ ra mà mang đi. Anh há hốc mồm ngồi xuống, người mà anh yêu say đắm đến bỏ cả gia đình vợ con, dốc hết hầu bao để phục vụ, giờ cô lại dám trở mặt hăm dọa anh. Khi gặp nhau Nhung nói với anh sẽ mua lại đám đất trong thị trấn của chị gái để làm nhà, nhưng hai vợ chồng chị đang ở nước ngoài, nên họ khi nào về mới sang tên sổ đỏ được. Lúc ấy cô sẽ để anh đứng tên vì anh là chủ hộ mà. Chìm đắm trong hạnh phúc bên cô gái trẻ xinh đẹp, sức xuân phơi phới nồng nàn đến mê hoặc, làm anh như ngây dại giữa biển tình. Ở bên cô ta, anh như tìm lại tuổi xuân của mình, khác hẳn với chị Liên, chỉ được cái tốt tính với bà con chồng xóm, đảm đang việc nhà và dịu dàng yêu thương con cái. Chị không nũng nịu ngọt ngào với anh, không bao giờ có những lời nói đưa anh lên tận chín tầng mây Tóm lại là chị đã không còn hấp dẫn đối với anh nữa rồi. Nhung luôn tạo cho anh cảm giác mới lạ, lúc nào cũng ngọt ngào yêu thương vỗ về. Thế nên từ một người rất chắc chắn, dân làng đặt cho anh biệt danh là nếu đút vào cân sắt thì anh sẽ tòi ra cân mốt đinh. Vậy mà anh đã bỏ cả gan ruột của mình ra cho cô. Khi Nhung đặt vấn đề mua đất, anh hoàn toàn tin tưởng nơi cô nhân tình trẻ. Đợi ngày anh chị của cô về sẽ sang tên giấy tờ đất là xong lúc này nghe cô nói vậy anh mới ngã người người cô nên nhớ là tôi với cô đã đăng ký kết hôn còn con bé con nữa nếu cần tôi sẽ ra pháp luật anh đi mời pháp luật đi xem người ra khỏi nhà là tôi hay là anh còn con bé anh thích nuôi tôi cho luôn đấy anh hoàng quát lớn đồ cáo già đồ lăng loàn tao không ngờ mày lại khốn kiếp như thế này đấy anh xem lại mình đi có gì là tốt không anh Hoàng lồng lộn như điên. Anh muốn bóp cổ con bớp kia, chết lẻ lưỡi ra cho bỏ. Nhưng anh đã kịp chấn tĩnh lại tinh thần. Anh nghĩ nếu còn ở đây thêm phút nào nữa, thì chắc chắn anh không kìm chế được. Rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cố lui đi để tìm cách giải quyết, lấy lại tiền nhanh nhất. Anh lên xe mà không biết đi đâu. Ngoài ra nhà nhỏ, lập tôn dưới bãi. Anh lầm lũi như người thất trận Tiền hết tình tan, đời tơi tả. Đúng là nó rất hợp với anh trong lúc này. Về đến nơi, anh vứt xe ngồi bệ xuống gốc cây vải. Tháo mũ, quăng cái bộp ra bên cạnh. Mấy con chó nghe tiếng động sủa ầm cả lên. Kệ mẹ chúng mày, cho nhịn đói cả lũ. Ông mày đang không có tâm trạng. Kể ra cứ được như chúng mày thì lại tốt. Đói thì được ăn, chẳng suy nghĩ thù hận ai. Thích lên lại sủa cho sướng mồm rồi lan ra ngủ. Anh ngồi im, ngắm mặt ao lăn tăn tăm cá. Gió mơn man thổi mát rời rượi, mà lòng anh chả khác nào nồi nước sôi. Lúc này, anh không nghĩ ngợi được gì, ngoài sự căm phẫn, chất núi trong lòng. Anh Hoàng vò đầu, nhưng bằng cách nào đòi lại tiền, khi mà miếng đất không phải đứng tên anh. Không có ai để tâm sự, không có người nào để hỏi han xin ý kiến. Anh rút điện thoại gọi em trai, người em mà từ trước tới giờ anh luôn coi là thằng không biết gì. Mọi việc trong nhà anh đều tự quyết định mà không bao giờ bàn bạc với em. Anh hẹn gặp nó một chỗ nào đấy, chứ anh không muốn về nhà. Khi nghe anh Hoàng kể đầu đuôi câu chuyện, em trai nói rằng đất anh không thể đòi, nhưng khi ra tòa tài sản chung sẽ được chia theo thỏa thuận. Cháu bé chắc chắn mẹ nó được quyền nuôi rồi, anh thở dài nói. Bây giờ thân anh còn trả lo xong con cái thì thiết tha gì em hỏi thật nó có phải con anh không bà nhung lăng nhăng như thế chả biết đâu được còn ai thì cũng kệ nhà nó anh không để ý bây giờ lo làm sao mà đòi được tiền kia kệ làm sao được nếu không phải con anh thì anh không phải chu cấp nuôi sau ly hôn anh chợt nghĩ cái hả kia anh là bố đẻ nó vậy mà đã chu cấp được đồng nào đâu nên nghe em trai nói vậy anh không nói năng gì Chú em lại hỏi tiếp. Thế bây giờ anh đang ở đâu? Hay là anh về nhà đi? Anh xây khu chăn nuôi, ở dưới bãi gần đấy. Có chỗ ăn ở hẳn hoi. Đất bãi anh mua à? Không, anh mượn. Vừa rồi đầu tư gần 200 triệu cải tạo xây dựng chuồng trại chỗ ở. Anh nuôi lợn và vịt, được bán một lứa rồi. Em trai thốt lên. Anh đầu tư vào nhiều thế. Đùng một cái, người ta đòi đất lại thì sao? Ờ, người đó là chị họ của con kia anh cũng chưa nghĩ tới chuyện này. Anh Hoàng ngồi mặt đờ đẫn như kẻ mất hồn. Cảm giác bị phản bội đang len lỏi sâu vào từng gốc rễ tế bào trong con người anh. Đúng là đau thật. Chỉ một thời gian ngắn thôi mà anh đã không còn gì cả. Không thể để yên cho con quỷ cái muốn làm gì thì làm. Cái gì của mình thì mình phải đòi lại cho bằng được. Anh lại ngược lên thị trấn, dự tính xuống bãi bán nốt đàn chó đã. Sau đó anh sẽ về gặp Nhung được đất của cô nhưng nhà là của tôi cô ở cái nhà này thì phải hoàn trả số tiền tôi đã bỏ ra xây nhà đời thằng này từ trước tới nay chưa lỗ với ai cái gì bao giờ định dỡn mặt với tôi à không có đâu tiếng xe máy lao nhanh trên con đường đất gồ ghề xuống bãi người anh này trồm lên hạ xuống liên tục không dễ dàng chút nào đường đất sẽ không bao giờ bằng phẳng như đường nhựa và anh nghĩ mình sẽ không bao giờ chịu thua con quỷ cái kia được. Anh Hoàng đã về đến nơi, anh lặng lẽ đứng ngắm dãy chuồng lợn nằm cạnh bờ ao, ngắm từng đàn cá nổi lên mặt nước đớp mồi, rồi vườn cây cằn cỗi ngày nào, giờ được anh chăm bón đang đâm chồi nảy lộc, và đây là hệ thống điện, máy bơm, đồ dùng, bao nhiêu công sức tiền của đổ vào, lẽ nào bây giờ lại trắng tay? Anh thở dài quay vào trong nhà, lòng dạ như ôm một mớ hỗn độn không đầu không đuôi. Bỗng anh nhớ lại thời vàng son của mình. Bất cứ ai nhìn thấy anh cũng phải nể. Nhưng anh không thích quan hệ rộng rãi để tránh bị hỏi nhờ và mượn tiền. Kết quả là giờ đây, khi xảy ra chuyện, anh cô đơn đến nỗi không một lời động viên, không một cú điện thoại gọi đến. Đã mấy ngày chạy đi chạy lại, ăn uống không ra gì, và mấy đêm anh thức trắng vì suy nghĩ quá nhiều. Nay anh ngấm mệt, nằm thiếp đi trên chiếc giường bề bộn như ổ lợn. Ngoài kia gió thổi ào ào, đưa những đám mây đen xì, bay mỗi lúc một nhanh. Chắc là sắp mưa to rồi. Đang ngủ say, anh Hoàng nằm mơ thấy ai dội nước khắp người mình ướt sũng. Anh vùng bật dậy, trời mưa to quá, hát vào tận nơi anh nằm. Anh vội vàng đóng cửa, một mình ngồi trong gian nhà nhỏ kín mít. Tiếng mưa rội xuống mái tôn xối xả, nghe nhức tận óc. Anh cảm giác như mình đang bị giam lỏng, bị đầy, giữa một nơi không có bóng người. Rồi trời cũng đã tạnh, anh Hoàng lóc ngóp chui ra khỏi gian nhà. Anh dắt xe và định sẽ về nhà để gặp Nhung. Mấy hôm nay khách đến cắt tóc gội đầu cũng đông, nhưng cô chủ lại đóng cửa, vì sau trận bị vợ thằng phi công đánh nghen, Nhung không thể đeo hai con mắt tím đen như gấu trúc, với đôi môi xưng như quả chuối hột, cho các thượng đế nhìn thấy được nhung cay cú lắm trước giờ đã có ai dám đánh ghen với cô vợ lão hoàng kia mất bạc tỷ mà mụ có ho he gì đâu bà phải moi tiền của lão nuôi chồng mày đấy thế mà còn đến tận đây gây sự với bà khi lên hà nội để học nghề cô đã ở cùng một thanh niên trẻ hơn mình ngọt ngào lãng mạn chuẩn men chứ không như lão hoàng già chỉ biết dùng tiền để làm cô vui và bây giờ lão cũng chả còn giá trị lợi dụng đối với cô nhung say xưa giữa biển trời hạnh phúc, vừa học nghề, vừa ăn chơi, gần hết số tiền mang theo. Cô đưa phi công trẻ về nhà, nói là bạn đồng nghiệp. Biết anh Hoàng suốt ngày bận bịu với đàn lợn, cô để tình nhân ở luôn nhà mình và cùng làm nghề suốt thời gian qua. Hôm nay, anh Hoàng về nhà, định rằng sẽ giải quyết dứt điểm với cô vợ trẻ mất nết. Thấy hai chiếc xe ở cửa quán, anh nghĩ rằng đó là của khách tới cắt tóc làm đẹp vừa bước vào nhà, anh thấy một người phụ nữ chạc tuổi anh cùng với một cô gái trẻ đang ngồi. Nhung bịt khẩu trang kín mít, xóa tóc che gần hết mặt. Chắc họ nghĩ anh là khách nên vẫn tiếp tục nói. Tôi hạn cho cô ba ngày, phải rời khỏi chỗ này ngay. Những gì của cô yêu cầu không để lại. Nhung trả lời, giọng nói không còn đanh thép như mọi ngày nữa. Tôi hỏi chị gái tôi rồi, khi nào anh chị ấy về tôi sẽ trả chị gái cô, nhưng nó là con dâu lớn của tôi. Con trai và con dâu tôi đã quyết. Nếu cô trái lời, tôi sẽ có biện pháp. Cô đã làm khổ bao nhiêu người như gia đình tôi. Cô có biết, sau khi ở nhà cô về, hai vợ chồng thằng em nó bây giờ đã nộp đơn ly dị không? Còn con cái chúng nó sẽ ra sao? Khi một đứa mới đi học, một đứa còn đang ấm ngửa. Loại đàn bà như cô, không ai thương được. Lẽ ra tôi phải cho cô tàn tạ hơn thế này mới hả dạ anh Hoàng thấy chối cái tai quá, đành hỏi. Tôi là chủ nhà này, hai người có chuyện gì? Nãy giờ nghe nói tôi chưa hiểu. À, ra thế, vậy thì anh nghe cho thủng đây. Rồi bà nói cho anh nghe hết mọi chuyện. Và bây giờ, anh mới vỡ lẽ. Chàng phi công trẻ chính là con trai út của bà. Còn chị gái Nhung chính là con dâu lớn của bà. Trước khi gặp anh Hoàng, Nhung là nhân viên trong một quán massage phi công trẻ thường lui tới và hai người đã cặp kè với nhau khi bị gia đình phát hiện và đe dọa cô bỏ đi làm lang thang và bất ngờ gặp anh lúc anh đang say cô đến mua muội nhung nảy ra ý định mượn đám đất của anh rể và chị gái nói là để dựng gian quá lên để bán hàng và thế là cô đã lừa mất bạc tỷ của anh bỗng anh hoàng quát lớn cô nói mua đám đất của chị gái cô kia mà còn bảo với tôi xây nhà lên để ở bây giờ lại nói mượn đất thôi là sao? Anh hét to là cả giọng. Thế số tiền tôi đưa cô để mua đất đâu? Cô nói đã chuyển khoản cho chị gái cô rồi cơ mà, đúng không? Nhung ngồi im, anh nhào tới, giật khẩu trang trên mặt cô, ném xuống đất. Nói mau. Anh Hoàng ôm đầu, lồng lộn như người điên. Chỉ là đất mượn, chứ giả sử có mua rồi thật, thì anh cũng chẳng có tên tuổi gì. Trời ơi, còn tiền làm cái nhà to chênh anh đây nữa chứ bỗng anh gào lên đất không phải của tao cũng không phải của mày thế tiền mày đã mang đi đâu người phụ nữ vẫn nói rất bình tĩnh không có ai mua bán ở đây cả mà chỉ là cho mượn thôi con tôi nó gọi về nói rõ ràng rồi ba ngày nữa chúng tôi quay lại cô phải chuyển hết khỏi đây trả lại đất cho con trai và con dâu tôi anh hoàng như người bị điên loạn vớ được cái gì đập phá cái đấy hai mẹ con bà kia thấy thế vội vàng bỏ ra ngoài nhung sợ xanh mặt hét lên ai cứu tôi với anh dừng lại đôi mắt long sòng sọc trợ lên hết cỡ như muốn lòi cả lòng trắng lẫn con ngươi ra ngoài anh hét to ai cứu được mày đây con quỷ cái kia rồi anh quay ngoắt bước ra ngoài nhung luống cuống vào trong vơ vội mấy bộ quần áo tay run run lấy điện thoại gọi taxi cũng là phụ nữ đấy nhưng mà nó lạ lắm người thì ăn đói nhịn khát vì chồng vì con cả cuộc đời hy sinh vun vén cho gia đình thậm chí có người còn xa bố mẹ bao năm không về được cũng chỉ vì mải lo chồng và con nhưng tại sao cũng là phụ nữ nhung chỉ nhăm nhe phá hạnh phúc của người khác không chịu đổ mồ hôi công sức để kiếm tiền mà cứ thích học lừa người khác lấy tiền lúc thỏa mãn có nhiều tiền rồi lại tìm cách đi lừa tình là sao nhung gọi xe nhưng mà cô chưa biết đi đâu hình ảnh cô bị đánh ghen đã có mặt ở khắp nơi tin cô cặp bồ với em chồng của chị gái đã lan truyền đến tận tổ cháy rồi về quê ư làm gì ra mà sống chứ thói ăn sẵn lười lao động chuyên dụ dỗ đàn ông quen rồi bây giờ cho cô vào công ty bỏ sức ra nhặt từng đồng chắc chết nhãn mặt rồi bây giờ muốn cũng không thể lừa ai được nữa cô lên gác kéo hai bà cháu xuống và lùi nhanh ra xe để về quê bỏ lại tất cả những gì hào hoa bóng nhoáng mà cô đã một thời gian vùng vẫy lặn ngụp chưa biết là sống hay chết cứ về quê cái đã rồi tính sau anh hoàng lao xe đi như vô thức trên đường trong khi đầu óc đang hỗn loạn anh không biết mình sẽ đến đâu và cuối cùng xe đã dừng trước cửa nhà bố mẹ anh nếu đã đánh mất tất cả Cuộc đời anh còn một nơi duy nhất để về, đó là bố mẹ, người sinh ra và thương yêu anh vô điều kiện. Có lẽ vì thế mà trái tim đã dẫn lối để anh về. Chuyện đổ vỡ của anh đã loan đến cái làng bé nhỏ này, và ông bà Kính là người đau lòng nhất. Thấy con trai về, bà Kính đi vội ra cửa rồi cất tiếng hỏi. Anh đã sáng con mắt ra chưa? Giờ mới đem cái thân tàn về báo hiếu với bố mẹ anh à? Rời ơi là rời! Bà vừa khóc nhìn mặt anh cúi gằm lầm lũi bước vào trong nhà. Ngày anh đòi bỏ mẹ con cái liên, tôi đã nói rồi cơ mà. Ngữ đàn bà lẳng lơ mất nếp, biết thừa người ta có vợ có con mà còn đâm đầu vào. Loại ấy có làm gì có chút đạo đức lương tâm nào. Sớm muộn gì nó cũng cho anh tay trắng thôi. Nhưng anh lại không chịu nghe. Vườn đất bố mẹ cho cũng bán nốt, giờ hết sạch với nó chữa. Ông Kính lên cơn ho rũ rượi, từ ngày nhà xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác ông đau ốm liên tục mới đây ông đi khám bác sĩ nói ông bị tắc nghẽn phổi và co thắt mạch vành thấy ông ho nhiều quá bà chợt im lặng anh hoàng vội đỡ bố vào giường nằm ông ra hiệu để mình ngồi yên ông nói giọng yếu ớt làm gì thì làm dù nghèo hay giàu sống sao mà giữ cái đạo đức anh ngồi yên mà không nói được gì nước mắt bỗng dưng ứa ra cay xè cuộc đời của anh xuống dốc nhanh quá anh phải phấn đấu nửa đời người mới có một cơ đồ mãn nguyện nhưng chỉ trong một năm trời tất cả đã đổ xuống sông xuống biển cũng chỉ vì một con quỷ cái đáng chết và cũng vì cái tình yêu mu muội nó dẫn lối anh lao đầu xuống vực tuy giận con trai nhưng bà vẫn thương anh đến quặn lòng bà bảo anh ở lại ăn cơm đợi vợ chồng em nó về rồi tính chứ bây giờ anh định thế nào anh đang ngập ngừng thì có điện thoại của chị họ nhung gọi tới chú ở dưới bãi không có việc này chị xuống gặp nhé không biết lại việc gì nữa đây anh chào bố mẹ rồi nổ máy phóng vụt đi về đến khu bãi anh thấy một chiếc xe máy dựng cạnh gian nhà nhỏ hai vợ chồng anh chị họ của nhung đang đi thăm quanh vườn cây thấy anh về chị vui vẻ nói chú về rồi đấy à Lâu rồi anh chị không xuống. Cây cối chú chăm lên đẹp quá. Chuyện là thế này. Nhà máy gạch. Họ hỏi mua nguyên khu đất bãi ở đây. Trong đó có vườn của anh chị. Họ đã xem và cọc tiền rồi. Khi nào xong thủ tục giấy tờ sẽ hoàn nốt tiền. Anh chị có hỏi về công trình mà em đã xây dựng. Họ nói chỉ đền bù phần trăm nào đó thôi. Nhưng trong thời gian này chú cứ sử dụng chăn nuôi. Họ sẽ báo trước cho mình một tháng trước khi thu hồi mà chú với cô Nhung sao rồi? Cô ấy thuộc hệ không vừa đâu nhá. Nhưng được cái là rất sòng phẳng với chị. Ăn mấy chục bát phở mới trả tiền, nhưng chưa quỵt bát nào. Thế thôi, chị em chỉ quen nhau ấy mà, chị cũng chả biết quê cô ở đâu. Vậy mà Nhung nói với anh là chị họ của cô. Tài anh ủ đi không muốn nghe tiếp. Mấy chục bát phở, chứ mấy trăm, kệ xác nhà các bà. Bây giờ còn nuôi với đớn cái gì? Lo nuôi cái miệng già trả xong đây đêm im phăng phắc trăng sáng vằng vặc vỡ vụn dưới mặt ao anh ngồi như đụn ra suốt từ tối đến nửa đêm giờ mới thấy bụng réo ào ào anh chợt thèm mùi cơm chín với bát canh cà thèm miếng cá vàng ươm kho nỏ nồi mà trước đây chị liên vẫn làm cho anh ăn nhưng muộn quá rồi anh đã đi quá xa mà không thể trở lại không còn lối để anh quay về nữa rồi anh giật mình vì có điện thoại em trai anh báo tin ông kính vừa mất anh đem cái xác không hồn về chịu tang bố. Hai chân như không bước nổi, anh khuỵu xuống trước cửa nhà. Nghe các em báo tin, chị Liên vội đóng cửa hàng chạy ngay vào nhà ông bà. Tuy anh chị đã ly hôn, nhưng gia đình vẫn coi chị như người nhà. Những lần ông Kính bị ốm, chị luôn tranh thủ vào thăm nom. Bữa nào có món ngon, chị lại sai cái hà mang vào biếu ông bà nội. Chị cùng các em lo hậu sự cho bố chồng cũ như con cái trong nhà anh hoàng không dám nhìn mặt chị lặng lẽ ngồi như một cái bóng công việc xong xuôi cô việt nói chuyện với bố bây giờ bố sẽ ở đâu bố thu xếp đi con đưa bố lên hà nội ở cùng vợ chồng con bố không đi đâu rồi ai về nhà nấy cô việt cũng lên hà nội và mọi người trở lại với cuộc sống hàng ngày của mình hai vợ chồng em trai nói anh nên dọn về nhà đến nước này rồi anh em có gì ăn nấy nhưng anh nói quả quyết anh phải đi đây nói rồi anh chào mẹ quay lại xe đi mà không biết sẽ đi đâu thời gian vẫn trôi nhanh ai cũng bộn bề bận rộn nên chẳng mấy người nhắc tới chuyện anh hoàng nữa cái hà đỗ đại học việt muốn mẹ cùng em gái lên hà nội ở nhà mình vừa có mẹ có con vừa tiện chăm cháu nhưng chị liên muốn ở lại quê để bán hàng chị nói với con trai có rất nhiều người đang muốn có việc làm con xem xét và tìm người đến giúp. Hàng tháng mẹ sẽ lên thăm con cháu, rồi mang tiền ăn học cho cái hà, thêm với con tiền trông trẻ nữa. Việt vội xua tay. Mẹ lo tiền học cho em thôi, còn tất cả mọi thứ, con sẽ nuôi em. Chị Liên sống vui vẻ bên cạnh hàng xóm láng giềng. Ngoài giờ bán hàng, chị tham gia câu lạc bộ dân vũ, rèn luyện sức khỏe. Có người nửa đùa nửa thật. Chị kiếm anh nào hợp cảnh, tới ở chung cho vui cửa vui nhà đi. Chị cười nói, thôi em luôn biết mình là ai mà cứ sống khỏe mạnh thế này sau già không tính tiền hàng được nữa chúng nó cho lên thủ đô ngắm ô tô chạy còn nhung sau khi bỏ về quê được ít ngày cô để con cho bà ngoại nuôi rồi đi tìm việc làm chưa đầy một tháng cô quay về nói là cãi nhau với chủ tiệm cái nết dày ăn mỏng làm chỉ thế thôi không tồn tại lâu ở đâu được sau đó cô ở lì trong nhà tới bữa thì ăn nên hai mẹ con cắn quẩn nhau. Bà mẹ không chịu được, liền nói. Tao nghe nói mày cầm tiền của thằng Hoàng để mua đất. Thế đất không mua, thì tiền đâu? Giờ bỏ ra mà ăn chứ. Thân tao già nuôi mày mãi được chắc. Ở đâu mà có, làm gì còn xu nào? Mày làm gì mà hết từng đấy tiền? Trả nợ chứ còn làm cái gì? Chả biết hồi ấy, cô làm ăn buôn bán gì trên mạng, nợ bao nhiêu tiền. Lừa của anh Hoàng được một khoản đẹp, đập vào đấy. Chứ không thì chúng nó giết rồi. Bà mẹ lại gào lên. Rời ơi, hai đứa con gái cùng như mày, chắc tao chết sớm. Thì ngày ở với con trên thị trấn, bà tiêu gì của Tây Hoàng hơn chục ngày hết 5 triệu. Cút đi, ôm con cuốn xéo khỏi nhà tao. Bà bất lực, ngồi phịch xuống ghế. Muốn khóc mà không khóc được. Con bà mà bà còn muốn đuổi, thì ai người ta thừa chỗ mà chứa con bà. Một buổi chiều, người ta thấy có chàng thanh niên ăn mặc lịch sự đi xuống bờ sông khu vực bến đò. Cậu đến gần cái lều nho nhỏ lợp bằng mấy viên ngói xi măng, xung quanh được ghép bằng những tấm bạt đã bạc màu. Một đàn vịt khoảng chừng 50 con được quây lưới rộng từ túp lều vòng xuống mép nước. Thấy có bóng người, anh Hoàng ngẩng lên chào. Cháu mua trứng vịt đấy à? Nhiều không? Bố! Anh giật mình đứng thẳng người lên. Trời ơi! Là cu Việt! biết đâu được nó lại mò xuống tận đây cơ chứ mấy lần về nhà có dỗ ông nội việt về đều có ý định đón bố lên hà nội nhưng anh hoàng không chịu đi cậu lại cho bố ít tiền và dặn bố giữ gìn sức khỏe việt nhìn tấm lưng bố ngày một còng xuống mắt nhìn đã kém đi mà cứ lặn lội ở bờ sông mấy năm nay lúc nắng thì ở tại lều lúc mưa lại chạy lên cái điếm canh đê bỏ không gần đấy để nằm nó nói bố về với con đi bố ở đây còn trông vịt chứ ngày nào cũng có người đến lấy trứng bố bắt ốc cho nó ăn nên trứng nhiều lòng đỏ lắm tí nữa bố cho cháu hai chục quả con mang lên hà nội nhá mắt việt nhòa đi cậu rúi cho bố ít tiền rồi chào về con không lấy đâu đi xa dễ vỡ lắm bây giờ con lên hà nội luôn mai còn kịp đi làm bố ạ à. cái hà đứng trên đê dõi theo anh và bố Bao nhiêu năm bố không biết nó sống chết thế nào. Nhưng giờ này, nó nhìn thấy dáng người gầy gò long khom dưới bờ sông thì ruột gan như thắt lại. Nó hỏi Việt, bố có về không hả anh? Không. Hay là để em xuống nói chuyện với bố nhé? Tính bố thì anh biết rồi. Phải khi nào không lội sông được nữa thì mới về. Em xuống gặp bây giờ, làm bố ngại đấy. Trời nắng trăng trang, gió ngoài sông thổi ảo ảo, sóng nước vỗ vào bờ ẩm ạp anh hoàng vẫn phơi lưng giữa đàn vịt trắng xóa bên bờ sông anh bảo đất ở bờ sông là của công sẽ không có ai dám bán mà cũng chẳng có người hỏi mua anh cứ ở tự do không bao giờ sợ ai cướp mất cứ như vậy anh tự đầy đọa bản thân mình mỗi ngày con người ta khi tuổi còn trẻ thì lăn lộn sông pha đến tầm tuổi như anh bây giờ lẽ ra lao động sẽ giảm dần và bắt đầu được hưởng thụ sáng dậy thể dục hít khí trời, chiều hóng mát cùng mấy ông bạn già, chuyện vui bên ấm trà bốc khói, trẻ tình yêu, già tình thương, sớm tối có người bầu bạn tâm sự, cuộc sống yên bình thanh thản biết bao nhiêu. Nhưng anh đã tự đánh mất đi tất cả, và giờ đây tự mang thân mình ra phơi giữa đất trời nắng gió. Người ta bảo là anh bị rời đầy, không trời nào nỡ đầy anh cả. Là do anh tự chuốc lấy mà thôi quý vị thân mến vậy là câu chuyện quyết định sai lầm đã kết thúc tại đây cảm ơn tác giả nguyễn thơ đã mang đến cho chúng ta một câu chuyện rất hay đầy cảm động và nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong những buổi đọc truyện tiếp theo